Chào các bạn, nay mình cũng sẽ quay trở lại với các bạn, đó là những mẫu đầu sừng bò tót của bên mình nhá. Thì là cái mẫu chính hôm nay mình quay ở đây đó là mẫu đầu gắn xương. Đó, đây các bạn quan sát thấy được rằng là hàng gắn xương nguyên bản rất là đẹp. Thì ở bên dưới cũng đã có báng gỗ rồi, thì cái này chúng ta về chỉ được treo thôi. Đó, các bạn muốn treo vào vị trí nào thì bạn treo vào vị trí đó. Thì ngoài những cái mẫu đầu gắn xương này ra thì bên mình còn có rất nhiều mẫu đầu bọc da khác. Thì là các bạn quan sát là thấy ở đây các bạn cũng đã thấy rồi đó, thì là các bạn muốn lấy đầu xương hay đầu bọc da thì bên mình cũng đều có cả đó. Về chất lượng thì các bạn cũng không phải lo nghĩ gì nhá, hàng bên mình cũng đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, làm bóng phun sáng hết rồi. Các bạn quan sát cũng đã thấy ở đây những đầu của bên mình rất là sáng, rất là bóng, căn bản là mình cứ để đây làm ra nó hơi bụi bặm thôi, nhưng các bạn nào mà lấy là bên mình cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ giúp các bạn đó. Các bạn xem xong clip của mình mà các bạn còn có những thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ nhé. Thì bên mình còn có rất là nhiều mẫu đầu thì là để cho các bạn chọn lựa. Ngoài những mẫu đầu này ra thì bên mình còn có những đầu khủng hơn khác. Những mẫu đầu này thì nó cũng không phải là quá to đâu. Đấy. Thì bên mình còn có rất nhiều mẫu đầu khác nó to hơn. Thì là tùy thuộc vào các bạn là muốn những mẫu đầu to hay là mẫu đầu vừa phải. Thì các bạn liên hệ với bên mình nhé. Đó, bên mình còn có rất là nhiều mẫu độc đáo hơn. Đó, cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.